này người ơi cũng là trẻ con thôi mà, vì sao nỡ đành tâm ra đòn với em dù tình. Sao người không suy nghĩ chúng là trẻ thơ, có biết gì đâu mà cơ sao ta mạnh tay. Đánh em xong rồi chưa dừng, còn đem ngắm nước, phải đâu còn người ai làm những này đâu. Thật buồn thay những người giữ em trong trường, là nơi cứ tưởng con người phải thương em nhiều. Nào ngờ đâu người ta đối xử đánh đập chẳng thương, bóp cổ khi ăn đành tâm đánh em mạnh tay. Mai vô tình có người gần bên tung liếp, nếu không em còn ăn đòn đến ngày nào đây. Biết đâu con mình bây giờ